chào bạn. Rất vui hôm nay Hóa Chấm Hôi Ta chúng tôi vẫn có điều kiện hoạt động triển lãm câu lạc bộ 30/4 ở nhà văn hóa Hải Hậu, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định. Thì chúng tôi ở đây từ hôm 24 rồi. Hôm nay là chiều ngày 1 tháng 5, cũng được một tuần. Thì chúng tôi ở đây vì công việc công ty là làm chuyên về mảng đá cảnh, đá phong thủy với chấm hương. Thì có cái gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm chấm hương, đá cảnh, đá phong thủy ở đây, ở sát ban tổ chức này. Đó. Thì là chúng tôi ở đây thì vừa làm công việc chuyên môn, vừa làm nội dung để giao lưu với anh em trong thị trường cây cảnh nghệ thuật, để đẩy nội dung lên trên kênh Hôi Ta. Thế thì càng làm nội dung nhiều trong cây cảnh nghệ thuật, càng đi nhiều, càng ngồi với các nhà vườn, với các anh em trong thị trường, anh từ anh em buôn cây, anh em làm kỹ thuật, anh em định hướng, anh em quản lý, rồi người chơi, thì chúng tôi mới thấy là trong cái thị trường này nó có rất nhiều cái hay, có rất nhiều cái dở, và nó có những cái nó nghịch lý, nó rất buồn cười. Tôi phải nói thực sự buồn cười ạ. Thế thì là trong cái clip ngày hôm nay tôi sẽ đề cập đến một cái vấn đề này, một câu hỏi: tại sao mà khi mới vào cây cảnh nghệ thuật, những đại gia thường chết rất nặng, chết rất nặng so với người ít tiền? Tôi đặt cái chủ đề này, các bạn có thấy ghê không? Thế thì tại sao mà tôi lại nói như vậy? Vì nhá, bây giờ khi vào thị trường ấy, thì ai cũng là người mới đúng không? Ai cũng là newbie, kể cả có là đại gia, hay là có là nông dân, hay có là sinh viên, có là người bình thường, cũng đều là newbie chắc chắn luôn, tức là người mới vào thị trường này đều là cái tờ giấy trắng hết, xuất phát điểm giống nhau. Các bạn có là đại gia, các bạn có nhiều tiền ấy, thì các bạn đấy là cái lĩnh vực chuyên môn của các bạn thôi, hoặc là công ty của các bạn thôi. Còn sang một cái lĩnh vực mà là cây cảnh nghệ thuật, nó không liên quan gì đến cái lĩnh vực chuyên môn của các bạn ấy, thì các bạn cũng chỉ là cái gọi là một cái tờ giấy trắng, như là một cái đứa trẻ con ấy trong cái thị trường này, chắc chắn luôn. Và để mà gọi là hiểu biết được trong cái thị trường đó, bắt nhịp được trong thị trường đó và có thể kiểm soát được thị trường đó, thì các bạn phải có thời gian học tập, thời gian va vấp, và phải dần dần thì các bạn mới vỡ ra được. Cũng giống như kiểu là đứa trẻ con mà lúc mới sinh ra ấy, đầu tiên nó phải tập nẫy, tập bò, rồi tập ngồi, rồi tập đứng, rồi tập tễnh, xong bắt đầu mới tập đi xong mới tập chạy được, đúng không? Con người cũng thế, người lớn mà khi bắt đầu vào một cái thị trường mới, thị trường nào cũng thế, chả nói thị trường ngành nghệ thuật, thì cũng phải trải qua từng bước như thế chứ, đúng không? Thế nhưng mà tôi thấy lạ ở chỗ là thường thường ấy, vào thị trường ấy, bắt đầu thị trường mới, thị trường cái ngành nghệ thuật mà từ người bên ngoài vào ấy, thì phần lớn người chết nặng nhất đều là các cái đại gia, tức là bỏ cực kỳ nhiều tiền vào, xong phần lớn là mua củi với rác về trong giai đoạn đầu, rất ít người mà có thể gọi là sai ít trong giai đoạn đầu, mà sai cực kỳ kinh khủng, sai nó thành hệ thống luôn, mà sai nó lặp đi lặp lại của người này từ người này xong đến người khác, người sau lại y như sai người trước, cũng thế lạ. Nếu mà đã nói một đại gia có nghĩa là sao? Có nghĩa là người có rất nhiều tiền, đúng không? Thành công trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình,
nhiều bác làm doanh nghiệp, nhiều anh em làm doanh nghiệp, quân cán dưới có khi quản lý hàng ngàn con người. Thế nhưng mà tại sao khi nhảy vào lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật thì vẫn chết bình thường và chết kinh khủng khiếp. Nhiều người chết đến mức mà cứ nói đến cây cảnh nghệ thuật, tôi nói thật với các bạn, đái ra quần, đêm ngủ khi còn giật mình nó thoát, nhìn thấy cây thì là sợ, nhìn thấy gọi là cứ giới thiệu anh em trong cây là muốn né thật xa, không cái này đúng đấy. Tôi đã lên rất nhiều vườn lớn, vườn tập trung ấy, ví dụ sử như những cái vườn ở Hà Nội có những cái vườn mà lớn hàng trăm thành viên, hoặc là có những cái người mà rất giàu có, họ đã từng vào cây và mất rất nhiều tiền, xong người ta hãi, người ta chả muốn vào nữa, và người ta né hẳn ra, né hẳn cái thị trường ra. Thế thì tôi ngồi tôi nghĩ, tôi bảo ô tài nhỉ, người ta có kinh nghiệm quản lý, người ta có kinh nghiệm vận hành, người ta nuôi quân hàng ngàn con người, thế mà vào trong một cái thị trường mới là cái thị trường nghệ thuật, mà tại sao người ta chết nặng như thế? Mà trong khi nhá, kể cả người ta làm ở những thị trường mới, những cái lĩnh vực khác người ta vẫn cứ thành công bình thường, người ta vẫn thành công bình thường. Thế thì đây là phải chăng là cái thị trường cây cảnh nghệ thuật này nó vận hành không đúng quy luật thị trường, hay là nó có một cái yếu tố gì đó mà làm cho cái việc mà người có kinh nghiệm thâm niên ở trong những lĩnh vực khác khi nhảy vào lĩnh vực này vẫn chết bình thường, tại sao? Và hầu như là cái chết này nó cái chết lặp đi lặp lại giống nhau từ người này qua người khác, chứ không phải là mỗi cái chết mỗi vẻ đâu, giống nhau. Thế thì là tôi ngồi tôi nghĩ, tôi bảo là nó có mấy cái lý do mà tôi đúc kết lại, hay xong rồi tôi trao đổi trên clip, có thể là các bạn comment thêm nhé. Cái này không phải là cái mà tôi dạy người giàu tiêu tiền, mà cái này là chẳng qua tôi đưa ra để cho mọi người tự nghiền ngẫm cho bản thân mình thôi, đúng không? Có nghĩa là mấy cái ông đại gia ông chết mà mình rút kinh nghiệm ra được thì mình vào thị trường mình không chết, thế là ok. Ví dụ sử mấy ông có cả chục ngàn tỷ, ông mất trăm tỷ chuyện bình thường, mỗi mỏ biển, nhưng mà trong tay mình có 500 triệu mình chết 1 tỷ thôi, xong bán nhà vợ con ra ngoài đường, đúng không? Cái vị thế khác nhau. Thế thì tôi ngồi tôi nghĩ nhiều thì tôi thấy một cái đặc điểm này, nếu mà những cái người ta những cái bạn mới này, nhưng mà xuất phát điểm chỉ là làm công ăn lương, lao động phổ thông, hoặc là làm công chức viên chức nhỏ, thu nhập lương tháng này ngoài trừ chi phí bản thân, đưa tiền cho vợ để duy trì cuộc sống gia đình, khi cóp được mấy tháng, nửa năm hay một năm, may ra mới vào được một cái cây. Và ngoài cái thời gian rảnh thì ngoài công việc ấy, người ta có thời gian rảnh, thì những người này người ta chết không nặng, và có những người bị mất, nhưng mà nói chung về cơ bản là ít, mà cũng không đến mức nó ảnh hưởng kinh khủng đến cái kinh tế, và cái tâm lý người ta vẫn bình thường. Thì đơn giản nhỉ, đơn giản là người ta có để tâm tới cái thị trường đó, và người ta có học tập dạng đầu, và có đi giao lưu, có nghe ngóng, cho nên là cái sai của người ta không nhiều, thế nên về cơ bản là cái mất mát nó cũng không nhiều. Cái mất mát của người ta chỉ là như này, về người ta mua về xong người ta làm nó bị hỏng, phần lớn là bị mất rồi, chứ không phải là người ta mất là mất do bị định hướng sai hoàn toàn. Với lại là cái lượng tiền người ta bỏ ra cho một cái cây nó cũng không quá kinh khủng, thế nên là nó có mất ấy, nó cũng mất ít. Đấy. Thế nhưng mà tôi nói thật với các bạn, các đại gia
thì có một cái đặc điểm này, công việc người ta bận rộn, tức là cái công việc chuyên môn của người ta, công việc cái vận hành doanh nghiệp của người ta, những cái mà bây giờ đang hái ra tiền của người ta nó chiếm gọi là hết tâm trí rồi. Người ta không có thời gian để người ta đi giao lưu là một này, xong rồi để ý cây là hai này, rồi giao lưu ông này giao lưu ông kia, xong rồi đi học tập về cây, những cái gọi là cơ bản nhất của cây không có thời gian. Và thực ra cái quan điểm của những người giàu, người có tiền, ấy, người thành công ấy, người ta muốn là dùng người khác để làm việc cho mình, chứ còn ít khi người ta phải làm sự vụ, tức là người ta phải làm trực tiếp đó. Thế đâm ra cái chết thì chính ở cái chỗ này này, cái chết chính ở chỗ này luôn. Phần lớn các đại gia vào cây thì bao giờ cũng có một cái ekip, bao giờ cũng có cái ekip đằng sau tư vấn, gọi là tổ cố vấn. Cái tổ cố vấn này là có nhiệm vụ là thứ nhất là cố vấn xem là cái cây lấy nó có đúng hay sai, nó có tương lai hay không, và nó nắm trong khoảng là bao tiền, tức là bấm giá để giao dịch. Đấy. Thì phần lớn các đại gia là sẽ nghe theo tổ tư vấn đó. Thế thì khi nghe theo tổ tư vấn như vậy thì nói chung là thằng tư vấn các thành viên trong tổ tư vấn ấy, tư vấn nhỉ, thì là câu mình nghe, bởi vì lý do là bây giờ ông làm gì có cái gì để bấu víu vào đâu, có gì để tin tưởng đâu, đúng không? Mà chẳng nghe tổ tư vấn. Thế thì là vấn đề là phát sinh ra. Thực ra nhé, tôi nói với các bạn, cái tổ tư vấn ấy thì nó sẽ có mấy cái vấn đề. Một là những cái hiểu biết của những người trong tổ tư vấn về cây có đúng hay không, đúng không? Có đúng hay không. Cái thứ hai là cái tổ tư vấn này có nắm bắt được cái giá chuẩn hay không, có đánh giá được cái chất lượng cây hay không, đúng không? Và cái quan trọng nhất, cái chất người nữa là cái tổ tư vấn này có bắt tay với lại các cái nhà vườn hay không, đúng không? Hai cái yếu tố kia thì nó dính vào cái gọi là cái con người, cái thực lực, thì nhiều khi còn có thể kiểm soát được, nhưng mà cái việc bắt tay ăn chia với lại các nhà vườn thì bó tay, đúng không? Thế nên là ví dụ như là thôi, cái câu chuyện mà ví dụ tổ tư vấn kỹ thuật yếu kém lấy cây nhầm, đúng, chấp nhận. Bấm giá cây không chuẩn lấy nhầm cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nếu mà bắt tay nhau á, thì tôi nói thật với các bạn, nó thành một cái kết quả gây ra kinh khủng khiếp luôn. Vì lý do sao? Khi mà nó bắt tay nhau rồi ấy, nó chả quan trọng là cây đúng hay cây sai, giá trị cây là bao nhiêu, nó chỉ quan trọng là cái tiền của nó được bao nhiêu rồi, đúng không? Ví dụ là sự nhà vườn, nó bảo nhà vườn ấy, nó bắt tay với lại các đồng chí trong tổ tư vấn, ví dụ có một người thì đơn giản, mà có vài người bắt tay hết ăn chia với nhau. Ví dụ sự như là có một người thì thôi cứ mỗi cây tao gửi mày 20%, đấy, mày cứ cho cây vào giá bao nhiêu thì là tao đọc, thì mày cứ thế là mày quyết trong đó là mặc định có 20% xong cái chuyện, đúng không? Còn nếu mà tổ đông thì có khi phải cắt đến 30-40% chuyện bình thường. Thế còn nhiều ông ở trong tổ tư vấn thì còn kinh hơn nhỉ, làm giá, có nghĩa là làm việc với chủ vườn này, cây này nhá, giá tao mua cho mày 500 triệu nha, nhưng mày bảo tao 2 tỷ, mày trả ra 1,5 tỷ, kinh không? Thế câu chuyện cái tổ tư vấn này là rất nguy hiểm. Nếu mà như là ngày xưa vua thì bao giờ cũng có hai cái thế lực nó đối trọng nhau ở trong một triều đình, đúng không? Đó là bên nịnh thần và bên trung thần. Bao giờ
ông vua ông cũng duy trì hai cái đội này để cho chúng nó kèn cựa nhau rất hay nhỉ? Mà luôn luôn duy trì luôn, chứ không phải là chỉ quan tâm đến trung thần, không quan tâm đến lĩnh thần đâu, mà quan tâm cả hai luôn. Thế mới hay. Ví dụ sử như lịch sử Trung Quốc có tể tướng Lưu Dung, tể tướng Lưu Vũ này với lại Hòa Thân đó, một cái điển hình. Mà vua Càn Long thân cả hai ông rồi, trong từng tình huống thì ông ấy nghe theo đồng chí này, trong tình huống khác thì nghe theo đồng chí khác, thế mà vẫn cứ dung hòa cả hai bên để vận hành đất nước. Thế thì cái mà trong tổ tư vấn ấy, nếu giả sử như mà các bác đại gia mà lập ấy, mà không có được cái lực lượng như này, mà cả hai thằng nó đều là nịnh thần thì hơi mệt mỏi. Thế xong lại kinh khủng hơn là cả hai thằng lại là vòng phe nhau để nó làm giá, thì lúc ấy còn kinh khủng hơn nữa, đúng không? Thế mà tôi nói thật với các bạn chứ phần lớn là các ông trong tổ tư vấn thì đều nói thật kinh tế khó, làm gì có tiền. Bây giờ ông sếp của mình, hay là gọi là ông sếp đi, đúng không? Trong tổ tư vấn thì đệ rồi. Ông sếp của mình, ông bảo dự kiến lần này tao bỏ ra khoảng tầm 100 tỷ để mua cây, chúng mày đi kiếm cây của tao. Thì đúng là mỡ đến miệng mèo, mèo không ăn thì đúng là mèo ngu, cho đâu. Bét rẽ mày vặt được mười mấy, 20%. Còn nếu không, có khi làm giá lên tăng tiền mua một thì tiền phách lên phải tầm mấy lần. Thế là cũng được mỡ cả đời, có khi giữ ước mơ một lần như vậy, không cần nhiều. Thế là đủ cuộc sống khỏe, chả phải làm gì. Thế thì ngu gì người ta không làm, ngu gì không làm, đúng không? Đấy, cái câu chuyện nó là như vậy. Thế thì tôi phân tích đây chắc là các bạn cũng sẽ vỡ lẽ ra được nhiều điều rồi, đúng không? Không ai người ta giúp không cho ai cái gì hết, kể cả có đệ của mình mà mình đối xử với nó mà không ra cái gì, có khi không cẩn thận tiền của mình thì nó tiêu, vợ mình nó dùng, con mình nó đập. Các bạn thấy thế đúng không? Đấy, cái nguyên nhân của mấy bác đại gia chết nặng chính là cái này, không chủ động được nhưng lại muốn vào cây, nên bắt buộc phải dùng tổ tư vấn. Thế ông tổ tư vấn bị mua chuộc sao? Thế nên tôi nói thật với các bạn này, trong cái lĩnh vực nghệ thuật này tốt nhất là dựa vào mình, chả dựa được vào ai đâu. Nếu các bạn là những người mà yêu cây, muốn sở hữu các tác phẩm đẹp, tốt nhất là dành thời gian tìm hiểu nó. Thế còn nếu mà không yêu cây, tốt nhất đừng vào, thực sự đừng vào. Còn ví dụ sử các bạn mà muốn từ cái cây này để các bạn đánh bóng hình ảnh tên tuổi thì ok, thì coi là các bạn thay vì bỏ tiền đi PR thì các bạn dùng cái tiền ý để PR trong thị trường cây, đúng không? Coi là mất rồi, ít nhất vẫn còn được một ít cây để dùng, còn giá trị chất lượng nhà tính sau. Đấy là một cái bài toán. Thế còn nếu mà ví dụ sử như là xác định mà vào cây để sở hữu những tác phẩm chuẩn chỉ, những cái tác phẩm chất lượng thực sự, thì tôi nghĩ là phải cân nhắc. Thế còn cái hướng vào như nào nhào, chắc cái tội chảo thì tôi phải dạy để mấy ông đại gia thiếu tuyển, tùy, đấy là tùy mọi người, đúng không? Nhưng mà tôi thấy một cái buồn cười ở chỗ là những người chết nặng nhất của thị trường cây khi mà mới vào ấy, toàn là các đại gia. Còn mấy ông nghèo nghèo có thấy ông chết à? Ông ấy mua cái phôi sai về, ông ngồi ông chế cháo, sau vài năm chục năm có khi cũng ngon. Thế nên là cái thị trường cây này nó là cái thị trường nghệ thuật các bạn, nó là cái thị trường nghệ thuật, nên nhiều khi ấy, nó khó đong đếm lắm, nó khó có cái con số đong đếm như các thị trường sản xuất hàng hóa khác.
các thị trường trường sản xuất hàng nó khác, cái đầu vào đầu ra nó khá là rõ ràng và nó có brand. Thế nên là cái việc mà định lượng nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Thế còn cái thị trường cây này ấy, thì nó là nghệ thuật mà, nó khó. Ví dụ sử như là các cái thị trường nghệ thuật khác cũng thế. Ví dụ các cái thị trường về hội họa, các cái tác phẩm mà gọi là nổi tiếng ấy, thì cái định giá của nó cũng rất khó nhá, chả hiểu định giá kiểu gì luôn. Tất nhiên là tôi không ở trong thị trường thì tôi không rành, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có cách định giá đúng không? Thì cái thị trường cây nào cũng thế, nó cũng có cái cách định giá. Thế nhưng mà tất nhiên là nó không thể đúng 100% được, mà phần lớn là nó do cái cảm nhận của từng người. Nó cảm nhận chủ quan là chủ yếu. Cái việc mua việc bán ấy, nó là cái đánh giá chủ quan của người mua và người bán. Tất nhiên là cũng có so sánh, cũng có những cái giao dịch trước, giao dịch sau để vác ra để so sánh. Thế nhưng mà cái này nó không nhiều và nó cũng không rõ ràng lắm. Thế nên cuối cùng là cái ăn hay thua, thắng hay bại thì cũng đều là do quyết định cá nhân thôi. Thế thì các bác đại gia vào cây giai đoạn mới cũng giống như anh em nghèo vào cây giai đoạn mới, chắc khác gì nhau, đều là những thằng lưu bi hết. Mà đã lưu bi thì tốt nhất là chịu khó để ý, chịu khó học đi cái đã, để cho chính cái bản thân mình có những cái đánh giá, cái nhìn nhận nó rõ ràng. Thế còn khi mà mình đã có cái hiểu biết trong cái lĩnh vực ấy rồi thì lúc ấy mình sẽ dùng những cái con người để người ta đi thực thi cho mình những cái sự vụ, thì tôi nghĩ là như thế sẽ ổn hơn, sẽ thành công hơn. Chứ còn ngay từ đầu giao hết cho những người khác ấy, và mình chỉ gọi là ngồi không, xong rồi mình hưởng thành quả, thì tôi nghĩ là trong cái thị trường cây này không có đâu. Các bác ngẫm mà xem. Đấy, đầu giờ chiều ngày mùng 1 tháng 5 tôi tản mạn một chút về cái vấn đề này. Thế còn tất nhiên thị trường nó vẫn là thị trường, đúng không? Vẫn có người bán người mua, vẫn có người được người mất. Thế còn ai mà người ta để ý, ai mà người ta biết, vậy thì ok. Mà ai cứ bảo thủ, ai mà cứ nghĩ mình luôn luôn đúng, mình luôn là số 1, thì người ấy tỏi, phải chấp nhận. Đúng không? Cái chết của mấy ông đại gia vào cây là lúc nào nghĩ mình là số 1. Người khác người ta có góp ý một chút không nghe. Đó, chính là cái chết ở chỗ này. Chết là chết cho tự tin vào bản thân quá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.